Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio đợt vừa rồi ốm quá thì sốt dịch, nghỉ mất một tuần. Thì hôm nay bên em đã làm việc trở lại và đã khỏi. Thì Zika lại phục vụ các bác nhiệt tình mọi miền Tổ quốc đấy ạ. Vâng, thì hôm nay bên em đã quay trở lại và bên em có nhận được đơn của anh Nguyễn Hoàng Ân ạ. Vâng, anh ở Nhà Bè, Hồ Chí Minh. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có trao đổi và anh có cho lựa cho mình một cái súp Martin Mark 40 và bên em có tặng anh dây AV 3m. Vâng, thì anh Ân nhé, em như mọi hôm đấy ạ. Vâng, bên em cũng test cho từng khách hàng một. Thì đợt vừa rồi là bên em có bán rất là nhiều cho các bác khách hàng mà các bác khách hàng không có video, thì thật sự là em xin lỗi và mong các bác thông cảm vì thật sự vừa rồi là Zika nghỉ mất một tuần vì ốm sốt dịch. Vâng, thì đây là cái đơn trở lại của anh Nguyễn Hoàng Ân mà bên em bắt đầu làm video cho khách hàng. Vâng, thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Ân nhé. Vâng, anh đấu với nam kéo thì là bên em có tặng anh dây AV 3m. Vâng anh Ân ạ, đây là cái súp Martin bên em đã bỏ ra sẵn đây để bên em test cho anh trước khi gửi. Vâng, về cái độ khỏe khoắn của cái súp Martin thì cực kỳ là lì, sơn sần màu đen đấy ạ. Vâng, thành sắc cạnh bốn góc rất là đẹp. Cái này nó khoảng 40 cân đấy ạ. Vâng, tổng thể đấy anh Ân nhá, rất là đẹp luôn. Bên phía bên hai bên hông này nó có hai cái thuyết để chúng ta bê, để hai người bê cho nó cân đối rất là tiện lợi. Vâng, thì đây là phía sau anh Ân ạ. Đây là cái súp Martin bát 40 mà anh đã chọn đấy ạ. Martin là chuyên về dòng bát hầm. Vâng, thì đây là phía sau mới em đang test trực tiếp cho anh đấy ạ. Vâng, cái súp Martin súp thì nó chỉ là một bát hay gọi là monobát thì nó chỉ chạy một giây đấy ạ. Vâng, thì em đang test cho anh trực tiếp đây. Vâng, bên em có đưa vào phòng kỹ thuật test thì bên em có dán tem công ty Zika đưa vào anh cho anh một năm nhé. Vâng, mã là M1500, logo Martin đấy ạ. Vâng, đây là sản phẩm mới bên em. Vâng, thì em tắt thử cái súp anh đi nhé. Đây là nhạc đang có súp đây anh ạ, đang có trầm, nghe nó ấm. Bây giờ em tắt thử đi anh trải nghiệm này. Để em tắt đi ạ. Vâng, cái nhạc không có súp, không có trầm, nghe rất là khô, nó hơi cứng, nghe rất là khó chịu, thì chúng ta lên hỗ trợ thêm cái giải trầm để chúng ta nghe được cái giải âm nó được ấm hơn, dày hơn và dễ chịu cái tai mình nghe hơn. Đây ạ, em bật lên đây ạ. Đấy, rất là sâu luôn. Đây em mới chỉ dùng một chút công lực của cái súp này thôi ạ. Thực chất ngoài thực tế mà các bác nghe để nghe hết tông sắc con này nó khỏe lắm ạ. Tôi nghe đang kết nối với lại cái đẩy MA-G7 để hai kênh, là một cái vang lai số ZKM-LM-FX ạ, thương hiệu là mưa làm gió. Tôi vào một loa JBL KP6412 ạ. Chúng ta quay trở lại cái súp Martin của anh Ân đi ạ. Vâng anh Ân nhá, hiện tại cái súp Martin 340 của anh hoạt động rất tốt. Và sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng cẩn thận gửi cho anh sớm nhất. Vâng, Zika Audio chúc anh Ân và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Ân và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.